Mến chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay Xuân Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Chuyên gia dự đoán kết quả U22 Việt Nam và U22 Brunei tại SEA Games 30 Cực sốc, đối thủ của U22 Việt Nam sắp đối đầu thiếu mọi thứ nhưng có một điều không đội bóng nào có huấn luyện viên Thái Lan đánh giá gây sốc về SEA Games 30. Chúng ta vừa điểm qua những tin chính và bây giờ sẽ là phần tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyên gia dự đoán kết quả U22 Việt Nam và U22 Brunei tại SEA Games 30. Kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Manila, Philippines, chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu mở màn môn bóng đá nam bằng trận đấu với U22 Brunei diễn ra lúc 15 giờ ngày 25 tháng 11. Tuy không còn làm công tác huấn luyện, nhưng cựu huấn luyện viên Trần Minh Sư vẫn dành thời gian quan tâm đặc biệt đến bóng đá Việt Nam và ông đã đưa ra những nhận định về trận đấu mở màn của U22 Việt Nam. Cựu huấn luyện viên Bình Dương đã nhận định rằng U22 Việt Nam đã có một chiến dịch dài hơi chuẩn bị cho SEA Games lần này. Mục tiêu của chúng ta là vô địch giải đấu để lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đã làm việc không ngừng nghỉ để có được đội hình tối ưu nhất. Nhìn vào danh sách đội tuyển, chúng ta có thể yên tâm bởi đây đã là những cầu thủ tốt nhất. Tôi cho rằng việc huấn luyện viên Park Hang Seo chọn Trọng Hoàng và Hùng Dũng là hợp lý bởi đây là hai cầu thủ giàu kinh nghiệm và đủ thể lực để thi đấu với lịch thi đấu dày đặc ở SEA Games 30. Ông sư gỗ cũng tiếp lời, ở SEA Games lần này, chúng ta nên tập trung vào hai trận đấu quan trọng ở vòng bảng với Thái Lan và Indonesia. Còn lại Singapore, Lào và Brunei đều không phải là những đối thủ đáng ngại với U22 Việt Nam. Ở trận đấu mờ màn, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò chỉ phải gặp U22 Brunei và tôi thiên về dự đoán một chiến thắng đậm. Cũng theo lời huấn luyện viên Trần Minh Sư, ông đã nói rằng chắc chắn chúng ta còn nhớ trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 vừa qua. Chúng ta đã đánh bại họ với tỷ số 6-0. Với Brunei, các cấp độ từ câu lạc bộ cho đến đội tuyển của họ chưa bao giờ là đối thủ của Việt Nam. Tôi dự đoán U22 Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 5-0, huấn luyện viên Trần Minh Sự đã kết luận như vậy. Trong khi đó, nhận định trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei, bình luận viên Quang Huy đã nói rằng với những cảm nhận và sự quan sát của cá nhân tôi cũng như tình hình thực tế về sự cân đối đội hình U22 nên cũng không quá bất ngờ về sự lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo cho hai vị trí trên tuổi được huấn luyện viên Park Hang-seo bổ sung. Có thể hiểu được đây được coi là những sự bổ sung chất lượng về cả chuyên môn và đặc biệt là yếu tố kinh nghiệm nhằm phục vụ cho mục tiêu giành tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Quyết định gọi bổ sung Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được nhiều sự đồng tình của người hâm mộ và cả những nhà làm chuyên môn. Theo bình luận viên Quang Huy, hàng công của U22 Việt Nam gồm những cái tên chủ chốt như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Hoàng Đức là những người đã khẳng định được giá trị của mình. Bên cạnh đó, trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo cũng còn nhiều phương án tấn công dự phòng chất lượng khác như Nguyễn Trọng Hùng, Hà Đức Trinh nên không cần thiết phải bổ sung cho mặt trận tấn công. Với huấn luyện viên Park Hang Seo sự ổn định nơi tuyến giữa và chắc chắn ở hàng phòng ngự luôn được ưu tiên. Điều này lý giải vì sao Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng được chọn để sát cánh cùng các đàn em. Đỗ Hùng Dũng là mẫu tiền vệ con thoi, công thủ khá toàn diện, luôn chịu khó di chuyển và đặc biệt là có thể đá cặp tốt với bất kỳ đồng đội nào. Còn với trường hợp của Trọng Hoàng, chính sự đa năng của cầu thủ nhiều kinh nghiệm này sẽ rất tốt. Với sự có mặt của Trọng Hoàng, tất cả các vị trí trong đội hình đều ít nhất có hai sự lựa chọn chất lượng để xoay tua. Bên cạnh đó khi Đình Trọng không thể góp mặt vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Hồ Tấn Tài nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo kéo vào đá trung vệ và khi đó hành lang cánh phải sẽ được giao cho Trọng Hoàng đảm nhiệm. Chưa kể vào lúc này, trung vệ Nguyễn Đức Chiến cũng ngày càng tiến bộ bên cạnh Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Thành Trung. Cũng theo lời bình luận viên Quang Huy, nếu có điều gì đó lấn cấn và làm chúng ta lo nhất, đó là sự thích nghi về mặt sân cỏ nhân tạo khi thi đấu. Bên cạnh đó là yếu tố phục hồi cũng như đảm bảo thể lực với mật độ 2 ngày đá một trận. Đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận, tìm cách thích ứng. Đối phương của chúng ta cũng vậy, cho nên khó người thì cũng khó ta mà thôi. Nói về trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei, bình luận viên Quang Huy đã đưa ra dự đoán trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ có cách chơi thiên về tấn công. Bình luận viên Quang Huy cho rằng U22 Việt Nam đá đội hình nào cũng sẽ thắng Brunei. Và thêm một nhận định từ bình luận viên kỳ cựu này đó là ở trận đấu tới, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ không tung hết các quân bài quan trọng nhất của mình để dưỡng sức cho các cầu thủ của mình ở những trận đấu tiếp theo. Phần tin tiếp theo sân bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin huấn luyện viên Thái Lan đánh giá gây sốc về SEA Games 30. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ ra những bất cập đang tồn tại ở môn bóng đá nam SEA Games 30 như mật độ thi đấu dày đặc, số lượng cầu thủ đăng ký ít. Huấn luyện viên Akira Nishino của U22 Thái Lan đã cho rằng sân chơi này nên dành cho những cầu thủ nghiệp dư hoặc là sinh viên đại học. Vào sáng ngày 23 tháng 11, huấn luyện viên Akira Nishino đã cùng đội tuyển U22 Thái Lan đã di chuyển sang Philippines để chuẩn bị tham dự SEA Games 30. Người hâm mộ xứ chùa vàng kỳ vọng chiến lược ra người Nhật Bản sẽ giúp Thái Lan bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Tuy nhiên, huấn luyện viên Akira Nishino lại có cách nhìn hoàn toàn khác về đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á. Tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, huấn luyện viên Akira Nishino đã có những chia sẻ với truyền thông trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Như các bạn đã biết, đây là chương trình hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá và Ủy ban Olympic Thái Lan. Tôi hiểu rõ đây là sự kiện có truyền thống từ lâu đời nên sẽ chú ý hơn về sự kiện này, sẽ cố gắng để đội bóng thể hiện được khả năng tốt nhất của mình, ông Nishino đã nói như vậy. Mặc dù mang trên vai kỳ vọng sẽ đưa U2 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 30, nhưng huấn luyện viên Akira Nishino lại cho rằng đó chưa phải mục tiêu lớn nhất của ông ở giải đấu sắp tới. Cụ thể thì huấn luyện viên Akira Nishino đã nói rằng bây giờ có lẽ không phải là lúc để nói về vấn đề này, nhưng các cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ với câu lạc bộ. Do đó mục tiêu đầu tiên của tôi ở SEA Games là đưa họ trở về mà không có cá chấn thương nào, huấn luyện viên Akira Nishino đã cho hay. Bây giờ chúng tôi đang giống như đang mượn các kho báu của các câu lạc bộ để sử dụng, do đó phải biết trân trọng trả họ về câu lạc bộ mà không gây ra bất cứ thiệt hại nào. Chúng tôi ở đây để quản lý điều đó thì phải làm sao đây? Tôi muốn biết sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá, điều mọi người muốn là chiến thắng. Nhưng bây giờ mục tiêu đầu tiên của tôi là mang các cầu thủ trở về lành lặn, không gặp bất cứ tổn thương nào. Vị chiến lược gia người Nhật Bản thẳng thắn nhận xét về những điều bất hợp lý trong quy định ở môn bóng đá đối với các đội tuyển tại SEA Games 30. Thậm chí huấn luyện viên Akira Nishino còn cho rằng không nên để các cầu thủ chuyên nghiệp tham dự sân chơi này. Cụ thể huấn luyện viên Akira Nishino đã nói rằng tôi tôn trọng sự tôn nghiêm của SEA Games nhưng bóng đá ở đây không thực sự dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp những người phải thi đấu ở các câu lạc bộ hay cả đội tuyển quốc gia, ông Nishino nói tiếp. Nếu có thể trong lần sau, tôi mong muốn ban tổ chức xem xét các quy tắc có lợi hơn cho tình trạng thể chất của các cầu thủ, hoặc trong tương lai hãy trao cơ hội cho những cầu thủ nghiệp dư, sinh viên đại học tham dự. Bởi vì lịch thi đấu tại SEA Games quá dày đặc, trong khi lại quy định mỗi đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ. Quy định này hoàn toàn không phù hợp với bóng đá chuyên nghiệp, do đó nên mở ra cơ hội cho những người chơi mới, những người không tham dự vào hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Lo lắng của huấn luyện viên Akira Nishino hoàn toàn có lý. Sau mùa giải vô cùng vất vả, nhiều cầu thủ trẻ của đội tuyển Thái Lan tiếp tục thi đấu quốc gia cho vòng loại World Cup 2022 khiến họ bị bắt kiệt sức. Giờ đây, một số người tiếp tục thi đấu ở SEA Games với mật độ thi đấu 2 ngày trên trận. Điều đó có thể khiến các cầu thủ dễ gặp chấn thương hơn. Phần tin tiếp theo, trận bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin cực sốc đối thủ của U22 Việt Nam sắp đối đầu thiếu mọi thứ nhưng có một điều không đội bóng nào có. Kính thưa quý vị và các bạn, khi U22 Brunei chuẩn bị sang Philippines, huấn luyện viên Aminubin Binzumat của đội U22 Brunei đã tuyên bố mục tiêu của đội bóng này là chỉ để học hỏi. Cụ thể, huấn luyện viên này đã nói rằng chúng tôi đã có dấu ấn nhất định ở vòng loại U23 châu Á hồi đầu năm và hiện hướng đến SEA Games 30 với mục đích học hỏi. 12 cái tên trong danh sách 20 cầu thủ Brunei được đăng ký dự SEA Games 30 hiện chưa quá 20 tuổi. Một hạn chế lớn của Brunei đó là chất lượng cầu thủ. Nhiều thành viên mà ông Zumat mang sang Philippines hiện không có hợp đồng chuyên nghiệp hoặc thi đấu ở các đội trẻ. Kể từ sau vòng loại U23 châu Á năm 2020 diễn ra ở Hà Nội đầu năm nay, U22 Brunei đã không thi đấu. Điều này là hạn chế rất lớn với U22 Brunei. Trong tay huấn luyện viên Zumat là đội ngũ có quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. U22 Brunei có hai sự tăng cường quá 22 tuổi gồm tiền đạo Adisat và tiền vệ Damit nhưng không hứa hẹn cải thiện nhiều về mặt kinh nghiệm, mặc dù yếu về kinh nghiệm nhưng đây lại là một đội bóng rất giàu và không thiếu tiền. U22 Brunei không mạnh và đa phần các thành viên đến Philippines dự SEA Games 30 có thu nhập chính không đến từ bóng đá. Khai Bokia là ví dụ rõ nhất. Đội trưởng của U22 Brunei gặp U22 Việt Nam ngày 25 tháng 11 tới được biết đến với cương vị hoàng tộc Brunei. Tiền đạo 21 tuổi này thuộc biên chế của Leicester City là con trai của hoàng tử Jeffrey Bonkia, người sở hữu khối tài sản lên tới 19 tỷ USD. Trong khi đó, tiền vệ Damit được biết đến với công việc quản lý ở Đại học Sư phạm Tôn giáo Seri Bagawan. Còn cầu thủ Hakeme, thần đồng bóng đá Brunei là một nhân vật đặc biệt ở tuổi 16. Hakeme là niềm tự hào của bóng đá Brunei, anh sinh ra trong đại gia đình giàu có mà 8 anh em đều thi đấu chuyên nghiệp. Mới đây, Hakeme trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử, ghi bàn ở giải Singapore Premier League khi mới 16 tuổi 175 ngày u Brunei không có nhiều kinh nghiệm thi đấu, cũng không đặt mục tiêu cao ở SEA Games 30. Đồng thời đây cũng là một đội bóng không hề thiếu tiền, điều mà những đội bóng khác hầu như không thể bị được. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.